Mở màn năm 2020 bằng thất bại, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức trở lại vị trí vốn có một khi tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hiếm có cơ hội vàng để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup đến gần với đội tuyển Việt Nam như lúc này. Với 11 điểm, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm và kình địch Thái Lan 3 điểm. Thậm chí so với UAE, dù đối thủ Tây Á này mới đấu 4 trận, khoảng cách 5 điểm giữa đội tuyển Việt Nam và đội bóng từng giành vé dự World Cup cũng là cách biệt khó tin. Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam có cơ hội giành tối đa 9 điểm khi còn 3 trận đấu. Nhưng thực tế, chỉ cần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 4 đến 6 điểm trên 3 trận, chứng ấy quá đẹp và quá đủ cho tuyển Việt Nam mơ đến tấm vé vượt qua vòng loại thứ 2 khu vực châu Á. Lọt vào top 12 đội đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé dự vòng chung kết châu Á. Sau thất bại ở giải U23 châu Á, chu kỳ thành công 2 năm làm việc tại Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo tạm khép lại. Điều đó buộc ông thầy người Hàn phải sớm vực lại đội bóng của mình nếu không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh chu kỳ vốn đang cực kỳ thành công tại Việt Nam. Hơn thế nữa, nếu nhìn sang kình địch Thái Lan, dù đội bóng xứ Chùa Vàng mới có 8 điểm, nhưng trong lễ gia hạn hợp đồng mới, huấn luyện viên Nishino vẫn quả quyết Thái Lan sẽ vượt qua vòng loại thứ 2. Nói cách khác, một người thích so kè với người Thái như thầy Park, tuyên bố của đồng nghiệp Nishino là không dễ tiêu hóa. Ở Đông Nam Á, trước khi Nishino đến Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo không có đối thủ thách thức. Sau chuỗi thành công liên tiếp trong 2 năm qua, thầy Park dễ được xí xóa dù thua đắng cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam thất bại ngoài việc lứa kế cận với thế hệ thành công tại Thường Châu năm 2018 chưa đủ chín. Phần khác là do điểm rơi dường như đã đến ở SEA Games 30 trên đất Philippines. Vấn đề là phía trước, thầy Park được thảnh thơi binh bài trong 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Không có áp lực gì khác tác động đến công việc của chiến lược gia người Hàn Quốc, giống như quãng thời gian bận không kịp thở như cuối năm 2019 vừa qua. Cho nên, với thời cơ vàng của đội tuyển Việt Nam lúc này, thầy Park rất khao khát chớp cơ hội. Trong 3 trận đấu còn lại, tuyển Việt Nam chỉ còn đá 1 trận ở Mỹ Đình gặp Indonesia, trong khi phải đá 2 trận sân khách gặp Malaysia và UAE. Dĩ nhiên, dù đã bại UAE ở Mỹ Đình, nhưng UAE vẫn là đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia hay Indonesia. Vậy nên, thầy Park chắc chắn không muốn đợi đến trận đấu gặp UAE mới có thể phán quyết được cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 của mình. Hai trận quyết định là chuyến làm khách tại Malaysia và trận cầu phải lấy đủ 3 điểm trước Indonesia tại Mỹ Đình. Xét toàn diện, ca khó đối với tuyển Việt Nam chính là làm khách tại Bukit Jalil của người Mã vào ngày 31 tháng 3. Đối thủ hiện chỉ kém 2 điểm, tương đối ngang cơ bất kể có thua tại Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam. Chưa kể những mưu mẹo của người Mã khi cùng có cơ hội vàng thực hiện điều phi thường. Vì lẽ đó, cũng đừng ngạc nhiên khi thầy Park sớm kết thúc kỳ nghỉ để bắt tay vào việc từ đầu tháng 2 trở lại theo dõi tuyển quân ở V-League, lên lịch đá nháp với Iraq vào ngày 26 tháng 3 để tuyển Việt Nam có sự nhuần nhuyễn, hợp lý nhất. Thầy Park sớm lấy lại cả vốn lẫn lời sau khởi đầu không vui vào đầu năm 2020.